Anh em bác nào có nhu cầu về dây cắm điện thoại xịn, cửa hàng lại đặt hàng lại gửi cho anh em nhé. Đây là những cái dây của Mỹ Radiosack. Đây có thông tin rất rõ, đó là dài 1m82. Dây này thì nó cực kỳ xịn rồi, cửa hàng bán rất nhiều trong thời gian vừa qua, 200.000 đồng thôi, giá chỉ gấp đôi những cái dây của tàu trên thị trường. Nhưng hiệu quả về chất lượng, về độ bền và về chất lượng âm thanh thì cửa hàng xin nhẹ nhàng gấp 10 lần với những cái dây tàu trên thị trường anh em nhé. Những cái dây Joyce trên thị trường này, bởi vì cái dây này nó bọc dù này, có cục chống nhiễu này, có cái đầu rất chắc chắn này, cái đầu AV này nó dày, nên là các bác cắm nó sẽ bám chặt vào trong ably. Đó, nó sẽ không bị mô ve. Bởi vì những cái dây này nếu nó kém chất lượng, anh em cắm nó sẽ bị mất vế tiếng, mất vế loa. Bởi vì một nguồn nhạc, một vế nhạc nó bị mất thì các bác sẽ không nghe được ra hai vế loa. Đó là ở cái đầu 3.5 này này, nếu mà nó kém thì nó cắm vào nó sẽ không tiếp xúc tốt cái đầu nhỏ này anh em nhé. Và có một lưu ý là nếu anh em cắm điện thoại mà anh em dùng ốp, ốp điện thoại thì anh em nên bỏ ra để cho nó cắm nó tiếp xúc hết. Bởi vì nhiều trường hợp có cái ốp nó dày, các bác nhìn qua thì nghĩ là nó vào hết nhưng mà thực tế là nó không vào hết, nên là nó sẽ bị mất vế loa. Bởi vì nhạc nó bị mất vế, nó mất tiếng không đủ cả hai vế nhạc nên là nó sẽ mất vế loa, là điều đương nhiên. Thì anh em đầu tư những cái dây rất là rẻ tiền này, 200.000 đồng thôi, chất lượng cực kỳ cao, nhưng hiệu quả thì rất nhiều, giá bình dân nhưng mà lại hiệu quả cao. Anh em đặt hàng nhắn tin gọi điện cho địa chỉ rõ ràng, cửa hàng lại gói gửi cho anh em, không bao ship anh em nhé. Báo giá chỉ là giá tại cửa hàng thôi, bởi vì 200.000 mà còn bao ship nữa thì còn bán làm gì nữa anh em. Bởi vì dây này tôi đã bán giá quá bình dân rồi, dài 1m82, tiền ship đấy anh em ở Hà Nội tầm 20.000, bây giờ chỉ gửi qua bưu điện được thôi. Còn anh em ở các tỉnh ngoài miền Bắc này thì tầm khoảng 25 đến 35-38.000, nó cũng là một số tiền ship rất nhỏ so với cái quãng đường các bác đi, nếu mà tính mất công đi lại. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại.